Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình trên tường kinh tuyến thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2016 trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Nga có thoát khỏi suy thoái là chủ đề các bình luận ở phần cuối chương trình. Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin đến từ khu vực châu Mỹ. Tổng thống Chile đề xuất cải cách lương hưu. Nông nghiệp trở thành động lực thúc đẩy kinh tế Argentina. Thưa quý vị, Tổng thống Chile Michelle Bachelet mới đây đã đề xuất một loạt cải cách để tư nhân hóa hệ thống hưu trí, trong đó yêu cầu các nhà tuyển dụng và các lao động tự doanh đóng góp nhiều hơn nữa nhằm tăng lương cho những người đã nghỉ hưu. Thông báo về các đề xuất mới của Tổng thống Michelle Bachelet được đưa ra trong bối cảnh 6 quỹ hưu trí tư nhân của Chile với giá trị 160 tỷ đô la Mỹ đang bị chỉ trích mạnh mẽ. Các quỹ này được cho là không thể đảm bảo đời sống cho người già và chỉ làm tình trạng bất bình đẳng kéo dài. Đó là lý do chúng ta phải thay đổi hệ thống hưu trí. Tất nhiên chúng tôi sẽ làm điều này một cách cẩn trọng và có trách nhiệm, bởi đây không chỉ đơn thuần là một đề xuất. Chúng tôi muốn một hệ thống tốt và bền vững từ bây giờ để cho thế hệ sau này. Bà Bachelet đã đề xuất tăng tỷ lệ đóng góp lương hưu hiện nay là 1% thêm 5% trong vòng 10 năm, và khoản tiền này sẽ do các chủ lao động đóng góp. Các khoản đóng góp từ các lao động tự doanh sẽ có tính chất bắt buộc. Tổng thống Chile cũng đề xuất việc hạn chế các quỹ hưu trí, thu các khoản phí không rõ ràng, áp dụng cùng độ tuổi nghỉ hưu giống nhau cho cả nam và nữ, và đẩy mạnh một chương trình cung cấp lương hưu tối thiểu cho những người Chile không làm việc hoặc đóng góp tiền lương hưu. Ngay từ khi mới nhậm chức, Tổng thống Argentina đã có nhiều chính sách thúc đẩy nông nghiệp, và điều này đã đưa lĩnh vực này trở thành một lĩnh vực chủ chốt trong nền kinh tế. Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã kết thúc nhiều năm căng thẳng giữa lĩnh vực nông nghiệp và chính phủ khi ông nhậm chức hồi tháng 12 năm ngoái. Với việc cắt giảm thuế và các chính sách thị trường mở cửa, việc canh tác lúa mì và ngô đã tăng mạnh mẽ. Điều này đã đưa nông nghiệp trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi trong nền kinh tế đang gặp khó khăn và dự kiến sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay. Dự kiến sản lượng ngũ cốc của cả nước sẽ tăng 14% trong năm nay lên 120 triệu tấn và tăng lên 150 triệu tấn trong 2 đến 3 năm tới. Tập đoàn sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Mỹ Latin Los Grupos dự kiến sẽ đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào Argentina trong những năm tới nhờ những chính sách thân thiện với thị trường mới của nước này. Đây là thông tin được chủ tịch công ty này đưa ra ngày 10 tháng 8. Công nghệ, dịch vụ và nguồn cung là điều mà Argentina đang cần có, và Los Grupos cho rằng chúng tôi có thể là một trong những công ty dẫn đầu trong quá trình phát triển của ngành này. Đó là lý do vì sao chúng tôi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cả lĩnh vực hóa học và nông nghiệp. Chủ tịch Los Grupos tin rằng lĩnh vực tư nhân sẽ là động lực chính thúc đẩy sản lượng nông nghiệp tại Argentina. Đậu nành cũng được cho là một động lực của kinh tế Argentina. Tổng thống Macri đã giảm thuế xuất khẩu ngô và bột mì ngay khi nhậm chức và cũng đã hạ thuế xuất khẩu đậu nành xuống 30% từ mức 35%. Ông đã cam kết sẽ giảm thuế xuất khẩu đậu nành thêm 5 điểm phần trăm mỗi năm để thúc đẩy tăng trưởng. Chuỗi cửa hàng gà giá lớn nhất thế giới KFC đang bị chỉ trích vì sử dụng gà có chứa kháng sinh. Các nhóm vận động vì người tiêu dùng đang gia tăng áp lực buộc KFC phải thắt chặt các quy định chất lượng thực phẩm. Ủy ban bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, một nhóm vận động vì quyền lợi người tiêu dùng, đang gây sức ép yêu cầu KFC thắt chặt quản lý chất lượng thực phẩm thông qua một chiến dịch mới. KFC thực sự cần phải làm phần việc của mình để bảo vệ con người khỏi sự đe dọa của siêu vi khuẩn. Đó là trách nhiệm của họ, và chúng tôi tin rằng đã có đủ động lực trong ngành công nghiệp gà rán, nơi họ phải làm điều này trước khi quá muộn. KFC cho biết, họ đang xem xét lại gà từ các nhà cung cấp có chứa lượng kháng sinh vượt mức cho phép hay không. Một số đối thủ cạnh tranh của KFC như McDonald's, Chick-fil-A, Chipotle và Panera đang loại bỏ dần việc sử dụng gà nuôi thuốc kháng sinh để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng trẻ tuổi và giàu có hơn. Đang có sự thay đổi lớn về yêu cầu của người tiêu dùng, sự thay đổi trong định nghĩa về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Đó là điều mà ngành công nghiệp thức ăn nhanh đang phải đối mặt. Các chuỗi cửa hàng lớn như KFC đang nỗ lực tìm cách chuyển đổi toàn bộ hệ thống để phù hợp với các nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng. Các cổ đông của Yum Brands, công ty mẹ của KFC, đã phát động một chiến dịch riêng để kêu gọi KFC có sự thay đổi. Tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức tại khu vực châu Á. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%.
Hoạt động sản xuất từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016 của Philippines tăng 13,9%. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục trong bối cảnh các thành viên ban lãnh đạo quyết định trì hoãn việc thay đổi chính sách cho đến khi nhìn thấy những dấu hiệu kinh tế tươi sáng hơn. Theo đó, BOK đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức không đổi 1,25%, đúng như dự báo của 19 chuyên gia phân tích kinh tế tại Bloomberg. Tất cả 7 thành viên trong ban lãnh đạo của BOK đã đồng thuận với quyết định này sau khi giữ nguyên lãi suất trong tháng 7 và bất ngờ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 6. Theo các chuyên gia phân tích, với việc lạm phát còn xa mới đạt được mục tiêu 2% và xuất khẩu trì trệ, BOK có lý do để hạ nhiệt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, họ cũng dự báo thống đốc BOK Lee Joo-yeon sẽ đưa ra những điều chỉnh về lãi suất nếu nền kinh tế diễn biến xấu hơn. Những dữ liệu kinh tế gần đây bao gồm tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội cao hơn kỳ vọng khiến BOK không cần vội vã trong việc thay đổi chính sách tiền tệ. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương New Zealand đã tiến hành hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục mới, đồng thời báo hiệu khả năng nới lỏng chính sách hơn nữa để đối phó với lạm phát thấp, gây thất vọng cho một số nhà đầu tư đang tìm kiếm tín hiệu tích cực hơn. Đồng đô la New Zealand đã tăng mạnh sau thông tin trên. Cụ thể, ngày 10 tháng 8, Ngân hàng Trung ương New Zealand đã thông báo quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống mức 2%, trùng khớp với dự đoán của tất cả 16 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát Bloomberg. Thống đốc ngân hàng Graham Wheeler cho biết, các dự đoán và giả định hiện tại của ngân hàng chỉ ra rằng việc nới lỏng chính sách hơn nữa sẽ cần thiết để đảm bảo rằng lạm phát trong tương lai ở trong mức mục tiêu. Chuyển qua thông tin khác, ngày 10 tháng 8, Cơ quan Kinh tế và Phát triển Quốc gia Philippines cho biết lĩnh vực sản xuất của nước này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay, nhiều hoạt động sản xuất hàng hóa liên quan đến xây dựng cải thiện tốt trong tháng 6. Theo đó, sản lượng sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2016 đã tăng 13,9% sau mức tăng trưởng 2,4% vào cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 6, tăng trưởng của ngành sản xuất được thúc đẩy bởi sự gia tăng về sản xuất hàng hóa ngành xây dựng, đặc biệt là thiết bị vận tải và máy móc, trong bối cảnh nhiều dự án cơ sở hạ tầng ở cả khu vực công và tư nhân đang được thực hiện. Hoạt động sản xuất tháng 6 năm 2016 tăng trưởng 8,5%, trái ngược với mức giảm 1,7% vào cùng kỳ năm ngoái. Sau đây là những thông tin tại khu vực châu Âu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các ngân hàng không nên phản đối lãi suất cao. Sản lượng công nghiệp quý 2 năm 2016 tại Anh tăng 2,1%. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo các ngân hàng rằng họ không nên tránh việc tăng cường hoặc hạn chế cho vay sau khi cuộc đảo chính thất bại và cam kết sẽ chống lại các ngân hàng không ủng hộ quan điểm về lãi suất của ông. Chi phí đi vay cao tại Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong mục tiêu của ông Erdogan để ủng hộ tăng trưởng dựa vào tiêu dùng. Ông Erdogan cho rằng lãi suất sẽ dẫn đến lạm phát và đây là một quan điểm trái ngược với các khái niệm kinh tế chính thống. Tôi muốn làm rõ rằng nếu các ngân hàng tránh tăng cường cho vay hoặc hạn chế cho vay với các lý do vô lý, họ đã lựa chọn sai. Tôi muốn làm rõ rằng sẽ không có ngân hàng nào bị tổn hại do lợi nhuận thấp hơn, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ngại đánh giá và đặt nghi vấn liệu các ngân hàng này có vi phạm các chính sách về lãi suất cũng như tín dụng hay không. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng kỳ vọng các ngân hàng sẽ có tinh thần đoàn kết sau vụ đảo chính thất bại hôm 15 tháng 7 vừa qua. Thưa quý vị, trong quý 2 năm nay, sản lượng công nghiệp của Anh đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1999, trong đó không có nhiều báo cáo cho thấy sự bất ổn sau cuộc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu EU hôm 23 tháng 6 vừa qua. Theo số liệu mới công bố từ Văn phòng Thống kê Anh ONS, sản lượng công nghiệp tháng 6 tăng 0,1% so với tháng liền trước, thời điểm ghi nhận mức giảm 0,6%. Tuy nhiên, nếu tính cả quý 2, sản lượng công nghiệp đã tăng 2,1%. Đây được coi là mức tăng mạnh nhất kể từ quý 3 năm 1999. Tính theo tháng, số liệu về sản lượng công nghiệp của Anh trong tháng 6 tăng 0,1%, trùng khớp với dự báo của thị trường. Còn tính theo năm, con số này là 1,6%, đưa mức tăng trong cả quý 2 năm nay lên con số 2,1%, mức cao nhất kể từ quý 3 năm 1999. Rõ ràng, ít nhất trong thời điểm hiện tại, cuộc bỏ phiếu lựa chọn rời EU của Anh chưa có nhiều tác động lớn. Trước đó, một khảo sát do công ty thu thập dữ liệu tài chính Market cũng cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 7 tại Anh giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 10 năm 2012 do các doanh nghiệp chịu tác động từ cú sốc Brexit. Một số biện pháp đã được đề xuất nhằm làm giảm tốc độ suy giảm này,
Tuy nhiên, trong tuần trước, Ngân hàng Trung Anh BOE đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2009 và tái khởi động chương trình nới lỏng định lượng nhằm ngăn chặn nguy cơ suy thoái kinh tế. Trong khi đó, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Pháp INSEE, sản lượng công nghiệp tại nước này đã suy giảm trong tháng 6 vừa qua, chủ yếu là do sự sụt giảm trong hoạt động tinh lọc dầu trong giai đoạn diễn ra các cuộc đình công trên cả nước. Mức giảm 0,8% trong sản lượng công nghiệp tháng 6 của Pháp so với tháng 5 đã gây bất ngờ cho các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters khi họ dự đoán sản lượng sẽ tăng 0,1%. Trong đó, lĩnh vực lọc dầu chứng kiến sản lượng giảm tới 12,4%, theo sau mức giảm 21% trong tháng liên trước, trong bối cảnh các cuộc đình công tại những nhà máy lọc dầu của Total làm gián đoạn sản xuất. Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Pháp này chỉ có thể nối lại hoạt động vào giữa tháng 6 sau đợt đình công kéo dài 27 ngày. Bên cạnh đó, sản lượng trong lĩnh vực hàng hóa thiết bị giảm 2,6%, vật liệu vận tải giảm 1,7%, duy chỉ có lĩnh vực khai mỏ năng lượng và nước tăng trưởng 1,9%. PMI lĩnh vực sản xuất tại Pháp đã ở dưới ngưỡng 50 điểm trong 4 trên 5 tháng qua. Những gì chúng ta chứng kiến hiện nay được phản ánh trong số liệu rất đáng thất vọng của sản lượng công nghiệp, đặc biệt là số liệu sản xuất của tháng 6. Điều này nhấn mạnh khoảng cách ngày càng tăng trong hiệu quả kinh tế giữa Pháp và Đức, và đây sẽ là một mối lo ngại, không chỉ đối với Eurozone trong nay mai, mà còn là nhân tố rủi ro trong trung hạn, sẽ trong bối cảnh Pháp sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống trong năm tới. Tính trong cả quý 2, sản lượng công nghiệp đã giảm 0,1% so với quý 1 và tăng 0,4% so với cùng kỳ quý 2 năm ngoái. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 8, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo các số liệu về tổng sản phẩm quốc nội GDP, cho thấy nước này đã vượt qua đợt suy thoái kéo dài và đang quay trở lại đà tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế vẫn đưa ra nhận định không mấy lạc quan về nền kinh tế Nga, trong đó có Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Thực hư ra sao? Điều gì là căn cứ cho nhận định của các bên? Mời quý vị theo dõi các bình luận ngày hôm nay. Trước tiên là các số liệu GDP của Ngân hàng Trung ương Nga. Theo một thông báo đưa ra ngày 8 tháng 8, Ngân hàng Trung ương Nga ước tính tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2 năm 2016 đạt 0,2-0,3% và dự báo trong quý 3 và quý 4 sẽ lần lượt đạt mức 0,4% và 0,5%. Trước đó, giới chức Nga nhấn mạnh rằng các chỉ số kinh tế đã có dấu hiệu cải thiện và Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Yulukayev dự đoán nền kinh tế chỉ giảm 0,2% trong năm nay sau khi giảm 3,7% trong năm ngoái. Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Nga gần như đã vượt qua thời kỳ suy thoái và nền kinh tế đang tận hưởng những điều kiện cần thiết để tăng trưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế vẫn đưa ra nhận định không mấy lạc quan về nền kinh tế Nga, trong đó có Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. IMF dự đoán GDP của Nga sẽ giảm 1,2% trong năm nay, theo sau mức giảm mạnh của năm 2015 mà như chúng tôi vừa nhắc ở trên là 3,7%. Và nhận định này không phải là không có căn cứ. Nền kinh tế Nga đã rơi vào đợt suy thoái kéo dài do những tác động từ giá dầu lao dốc cùng những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trong một dấu hiệu cho thấy thể trạng không mấy ổn định của nền kinh tế Nga, ngành công nghiệp ô tô trong ngày 8 tháng 8 thông báo doanh số bán xe trong tháng 7 vừa qua đã giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồi tháng 6 vừa qua thì doanh số bán xe tại Nga cũng giảm tới 12,5%. Để có cái nhìn toàn diện hơn, mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên VTV với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, chuyên gia kinh tế chính trị thế giới, đặc biệt về Nga, và sẽ cung cấp cho chúng ta những số liệu không phải ai cũng biết về nền kinh tế này. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình của VTV ạ. Thưa ông, đúng như ông dự đoán trong số thế giới sự kiện đặc biệt đầu năm nay, thì Ngân hàng Trung ương Nga ước tính tăng trưởng kinh tế của Nga trong quý 2 năm 2016 đạt từ 0,2-0,3%. Thì ông cho rằng điều gì là động lực cho nền kinh tế Nga ạ? Và đâu là lĩnh vực chứng kiến sự cải thiện? Cái nguyên nhân đầu tiên ý thì phải nói rằng là gì là cái chính sách về vĩ mô kinh tế của Nga ấy, là cái cấu trúc nền kinh tế nó mất cân đối. Cái ngành dầu khí nó đóng cái tỷ trọng rất lớn trong ngân sách. Thì đấy là một trong những cái mất cân đối. Nếu như mà giá dầu nó tụt xuống như đầu năm ấy, thì giá dầu nó đã tụt xuống đến 37. Trong lúc đó thì là ngân sách Nga hay là gì là dự báo là ở cái mức là 50 thì chắc chắn là thâm hụt. Vì vậy là chính phủ phải kiên quyết thực hiện được là cái cải cách cơ cấu kinh tế. Trong đấy phải làm nào cái giá dầu, làm cái tỷ trọng cái dầu khí nó giảm đi.
là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Là tiết kiệm. Chính phủ Nga là ra một cái quy định là tất cả các doanh nghiệp nhà nước anh phải tiết kiệm chi tiêu 10%. Cái điểm lớn thứ hai là gì? Là cái chính sách đúng trong nông nghiệp. Như mọi người đều biết ý, trừng phạt thì rõ ràng là Nga trước kia nhập khẩu phải là cỡ 40-50 tỷ đô các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ và phương Tây. Thế bây giờ cấm vận thì buộc lòng là cái ngành nông nghiệp của Nga phải vươn dậy. Và do cái chính sách nông nghiệp của Nga có nhiều cái khuyến khích, có nhiều cái hỗ trợ của nhà nước, cho nên nông nghiệp Nga phát triển. Và có thể nhiều báo chí cũng thấy nói là sự bùng nổ trong ngành nông nghiệp Nga. Từ chỗ là anh phải nhập khẩu rất nhiều, bây giờ anh lại xuất khẩu được rất nhiều ngành. Một cái điểm nữa là gì? Có thể nói Nga là một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Và ngành công nghiệp quốc phòng không chỉ làm cho quốc phòng, bây giờ người ta chuyển sang làm kinh tế nữa. Một điểm nữa tôi cho là chính sách của Nga đúng, đây là cái sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân như là một hướng ưu tiên trong nền kinh tế. Nhưng mà sẽ là thiếu sót nếu tôi không nhắc đến một yếu tố tinh thần rất quan trọng, đó là lòng yêu nước, đó là lòng tự tôn dân tộc của người Nga, sự đồng lòng của nhân dân Nga đối với chính phủ, cái chỉ số tín nhiệm Putin luôn luôn cao. Thế thì đây muốn nói là gì? Là cá nhân và những người lãnh đạo chủ chốt họ phát huy được uy tín của mình trong xã hội. Và nền kinh tế của Nga như vậy, trên những cái phân tích của tôi nói là nó vượt qua được cái điểm thấp nhất của khủng hoảng. Tức là người ta nói chạm đáy rồi, mà bây giờ đang đi lên. Thưa ông, các chuyên gia quốc tế vẫn đưa ra nhận định không mấy lạc quan về nền kinh tế Nga. Trong đó, Quỹ tiền tệ quốc tế đã đánh giá GDP của nước này sẽ giảm 1,2% trong năm nay. Thì đâu là căn cứ của nhận định này thưa ông? Những người rất giỏi thì cũng không đồng nghĩa với cái nhận định của họ đó luôn luôn đúng. Đúng không? Có thể nói rằng nhiều lần ấy là các chuyên gia của IMF cũng như World Bank ấy cũng đã có nhận định sai, dự báo sai về nền kinh tế Nga và kể cả nền kinh tế Việt Nam thì thôi. Thế thì hiểu nước Nga một cách nào? Theo tôi, hiểu nước Nga một cách đúng còn phải bằng trái tim, bằng cái niềm tin thì chắc chắn anh sẽ hiểu gần đúng hơn là nếu như chỉ bằng những con số khô khan, những máy móc siêu hiện đại. Thưa ông có dự đoán gì về thời điểm các lệnh trừng phạt giữa Nga và phương Tây chấm dứt? Cái trừng phạt ấy thì nó gây ra một cái sự khó chịu không chỉ cho cái người bị trừng phạt, và ngay cả cái người trừng phạt cũng chẳng sung sướng gì đâu. Trong vòng 2 năm thì trừng phạt của Mỹ và EU cũng như một số nước khác đối với Nga thì hiệu quả thấp. Hiệu quả nó không như mong đợi lúc mọi người vẫn nghĩ. Đó, nước Nga vẫn đứng vững và không những thế. Tất nhiên khó khăn chứ, suy thoái chứ, đi xuống chứ. Nền kinh tế những năm như vậy là năm 2014, rồi đầu 2015 là tăng trưởng ấm, đúng không? Lên ngóng ngóng đến con số 0, đến 2016, đến quý 1, 2016 bắt đầu là có chiều hướng tăng trưởng nhẹ. Rất nhiều nước cảm thấy thiệt. Thiệt nhất là ai? Thiệt nhất là EU. Lợi nhất là ai trong trường phạt này? Là Mỹ. Ít nhất là non nửa các nước trong EU là người ta không muốn tiếp tục khẩn lệnh trừng phạt nữa. Thì tôi cho rằng là một số nước trong EU và có thể EU là cái người mà dỡ bỏ trước, Mỹ là sau. Cũng có thể là Mỹ có một cái đột biến nào đó mà Mỹ mà lại là cái người đi trước. Nhưng mà khi Mỹ đã dỡ bỏ thì tất cả anh dỡ bỏ hết. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ. Với những dự đoán chính xác mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn đã đưa ra về kinh tế Nga trong những tháng đầu năm nay, hy vọng rằng niềm tin của ông về một nước Nga khởi sắc và tăng trưởng ổn định từ năm 2018 cũng sẽ trở thành thực tế. Đến đây, bản tin trên từ Kinh tuyến thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2016 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.